Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Anh Thơ và Nguyễn Hiếu sẽ tiếp tục đồng hành để chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Nhưng trước tiên, chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình sáng nay. Ngày 17 tháng 4 có hơn 1.000 ca mắc mới COVID-19. Các chuyên gia cảnh báo số ca có thể tăng cao dịp lễ. Hiệu quả từ mô hình trồng mãng cầu gai tại Sóc Trăng. Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng tại Bình Dương. Nữ sinh tổn thương tủy sống cổ sau 10 ngày hít bóng cười. Các bị cáo thừa nhận sai phạm trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Theo báo cáo của Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, số ca mắc mới COVID-19 đã lên hơn 1.000 ca, cao nhất gần 6 tháng qua. Các chuyên gia cảnh báo người dân cần phải cẩn trọng phòng bệnh trong kỳ nghỉ lễ sắp tới. Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4, cả nước ghi nhận 4.800 ca mắc COVID-19 mới. Số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng cao từ ngày 8 tháng 4, đến hôm qua thì lên cao nhất với 1.031 ca mới, trong đó 14 bệnh nhân phải thở oxy, không ghi nhận ca tử vong. Về công tác tiêm chủng, trong ngày 16 tháng 4, có 159 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 266 triệu liều. Các chuyên gia cảnh báo kỳ nghỉ Dỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 tới đây là dịp người dân đi lại nhiều, du lịch tăng cao, nguy cơ mắc COVID-19 sẽ gia tăng trở lại. Theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, đến nay Tổ chức Y tế Thế giới WHO vẫn chưa công bố hết dịch, nghĩa là bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến. Thời gian sắp tới, nếu người dân chủ quan, không có các biện pháp phòng hộ cá nhân như là đeo khẩu trang, rửa tay, thì số ca bệnh sẽ tiếp tục tăng. Vì thế nên duy trì nguyên tắc 2K, khẩu trang, khử khuẩn, không chỉ phòng COVID-19 mà còn các bệnh viêm đường hô hấp khác như là cúm A, cúm B. Với ngành y tế, cần đánh giá về các chủng virus mới, khả năng phòng bệnh của vaccine để khuyến cáo người dân và có biện pháp đáp ứng phù hợp, không bị động. Và trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có xu hướng gia tăng trở lại, thì Hà Nội đang là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất những ngày qua. Đáng chú ý trong số đó có nhiều trường hợp là học sinh. Do đó, để phòng chống dịch, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, hoạt động dạy và học, thì các trường học trên địa bàn thành phố đang khẩn trương triển khai các biện pháp. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Rồi, rất là tốt. Vậy là hôm nay bạn nào cũng có bình nước cá nhân. Các bạn có biết vì sao chúng mình cần phải chuẩn bị bình nước cá nhân không? Không. Không biết thì sao? Ai biết nào? Không. Rồi, cô mời ra ở B nào. À, rồi, rất là tốt. Các bạn ơi, tự mang bình nước, chủ động theo dõi sức khỏe cá nhân, cùng nhiều biện pháp phòng dịch COVID-19. Đây là nội dung được giáo viên thường xuyên nhắc nhở học sinh trong đầu giờ học mỗi ngày. Cô giáo dặn con phải rửa tay trước khi ăn với cả xà phòng, phải đeo khẩu trang với cả phải mang bình nước cá nhân ạ. Ở trên lớp thì hàng ngày thì trong các giờ học thì các cô luôn nhắc nhở các con là phải đeo khẩu trang, và khi mà bất cứ các hoạt động nào các con vừa hoàn thành xong thì các con sẽ cần phải rửa tay với xà phòng hoặc là các con có thể rửa bằng gel cá nhân của con. Đặc biệt với lứa tuổi mầm non, sức đề kháng của trẻ còn yếu nên việc thường xuyên lau dọn, khử khuẩn lớp học cũng được các trường kích hoạt trở lại. Công tác phân luồng tránh tập trung đông trẻ tại một khu vực cũng được tính toán. 100% các lớp đều có khẩu trang và đều có những cái nước sát khuẩn thông thường. Và chúng tôi cũng đã thiết lập tất cả những hệ thống nước rửa tay bên ngoài cho các con xuống dưới sân. Thì chúng tôi cũng sẽ phân lịch để cho các con, các khối sẽ có những cái thời gian xuống nhất định và các con vẫn được hoạt động vui chơi nhưng các con vẫn đảm bảo trong công tác phòng dịch. Sau thời gian phải học trực tuyến vì dịch COVID-19, việc được đi học trực tiếp là niềm vui, thuận lợi với cả thầy và trò. Trân trọng điều đó nên khi dịch đang có xu hướng gia tăng trở lại thì công tác phòng dịch được các trường thực hiện nhanh chóng và triệt để. Tôi mở lại phòng cách ly, chúng tôi duy trì vệ sinh hàng ngày và không chỉ thế thì vào ngày nghỉ cuối tuần, khi mà học sinh nghỉ học thì chúng tôi đã tiến hành phun khử khuẩn
và cũng như là động viên, tổng động viên toàn bộ giáo viên, cán bộ công nhân viên đi làm để tổng vệ sinh toàn trường, để các em đón chào một tuần mới trong cái tinh thần là có thể vệ sinh an toàn nhất. Năm học đang ở giai đoạn cuối của học kỳ 2. Trong bối cảnh dịch bệnh gia tăng, các trường đang phải nỗ lực hoàn thành mục tiêu kép, vừa dạy học, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 để học sinh có một năm học trọn vẹn. Liên quan đến gói dài 120.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa yêu cầu Bộ Xây dựng xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng, làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định. Cụ thể, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí được thụ hưởng, đồng thời làm cơ sở để các địa phương xác định, công bố các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, đảm bảo công khai minh bạch đúng quy định, xem xét nới lỏng các điều kiện cho vay mà không đánh đồng chính sách với các dự án có rủi ro ban hành trong tháng 4. Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn về việc áp dụng quy hoạch khi chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Thưa quý vị, từng thất bại và thua lỗ khi sản xuất theo mô hình nhỏ lẻ, 45 hộ nông dân trồng mãng cầu gai hay còn gọi là mãng cầu sim ở xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã tham gia hợp tác xã và phát triển kinh tế ổn định. Hiệu quả này cao gấp 8 đến 10 lần so với trồng lúa hiện nay. Theo nhiều nông dân trồng mãng cầu gai ở xã Vĩnh Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, từ khi tham gia vào hợp tác xã mãng cầu Kiên Hòa đến nay, hiệu quả kinh tế luôn ổn định. Bên cạnh được bao tiêu đầu ra với giá từ 15.000 đến 20.000 đồng một ký, người trồng mãng cầu gai còn được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, nhờ đó năng suất trái đạt cao, lợi nhuận khoảng 40 triệu đồng một công mãng cầu. Ba công thu cũng hàng năm cũng được 100 triệu, so ra là cũng lợi hơn bằng ruộng, bằng mười mấy công ruộng, 20 ruộng. Giúp đỡ được gia đình cũng đỡ đỡ, nuôi mấy nhỏ ăn học được. Cái hợp tác xã của tôi thì có 35 thành viên, tổng cái diện tích là hơn 30 ha. Mỗi một công thì nó tương đương khoảng tầm 3 đến 5 tấn, một công tầm điện đó, 3 đến 5 tấn. Thì một công thì tính so với ruộng thì bằng 11 hecta ruộng. Theo lãnh đạo Hội Nông dân thị xã Ngã Năm, những năm gần đây, nhiều mô hình sản xuất nhỏ lẻ của nhiều hội viên đã liên kết thông qua các mô hình kinh tế tập thể như tổ hợp tác xã, câu lạc bộ, nên các nông sản, sản phẩm được bao tiêu đầu ra mang lại hiệu quả kinh tế ổn định và hầu hết các mô hình sản xuất trên địa bàn không gặp phải tình trạng được mùa mất giá hay dồn hàng dội chợ như nhiều năm trước. Có rất nhiều người thành công làm giàu từ nông nghiệp và trở thành gương sáng để cho bà con nông dân noi theo. Lựa chọn vùng đất nơi mình sinh ra để lập nghiệp với mô hình chăn nuôi dê bán chăn thả, anh Phùng Văn Quang là điển hình người trẻ khởi nghiệp với nghề nông ở Hà Giang. Dãy chuồng nuôi dê của anh Phùng Văn Quang nằm ngay dưới đồi cọ ở thôn Thượng, xã Vĩnh Thượng, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Thông thường cứ 12 giờ trưa, anh thả dê lên núi kiếm ăn và 4 giờ chiều lại đuổi dê về chuồng. Anh chia sẻ cách tập cho cả đàn dê đi ăn về chuồng đúng giờ. Chỉ cần luyện tập khoảng từ 5 đến 10 ngày là dê sẽ quen giờ giấc như ý muốn. Dê ăn đầy đủ các loại lá cây trên rừng nên chúng có sức đề kháng rất tốt, rất hiếm thấy dê thả núi bị bệnh. Để nuôi dê bán chăn thả, chỉ cần làm chuồng trại đảm bảo thông thoáng vào mùa hè, che chắn kín gió vào mùa đông và phải có một diện tích đất rộng để dê vận động. Cộng thêm vào đó là cần có một vùng đồi núi với nhiều cây lá xanh quanh năm để làm thức ăn. Nói về hiệu quả kinh tế từ nuôi dê, anh Quang cho biết một con dê cái chỉ nuôi đến 6 và 7 tháng tuổi đã có thể phối ghép giống, dê mẹ mang thai chỉ 45 ngày, mỗi lứa thường sinh 2 dê con, vì vậy nhân đàn nuôi dê rất dễ. Đối với nuôi dê thương phẩm, cũng chỉ mất từ 7 đến 8 tháng nuôi, dê đã có thể đạt trọng lượng khoảng 25 đến 35 kg. Hiện đàn dê của anh Quang có gần 100 con, hiện dê hơi đang được trang trại của anh bán ra với giá dao động từ 145.000 đồng đến 165.000 đồng một ký, ước tính lợi nhuận khoảng 300 triệu đồng một năm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng tại Bình Dương. Nữ sinh tổn thương tủy sống cổ sau 10 ngày hít bóng cười. Các bị cáo thừa nhận sai phạm trong vụ án tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vụ khống chế bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Bình Dương có nhiều tình tiết đáng chú ý khi đối tượng đã nổ súng và bảo vệ cướp khoảng 700 triệu đồng. Khai nhận tại cơ quan công an, nghi phạm cho biết do công ty tài chính đòi nợ nhưng không đủ khả năng chi trả nên đã đi cướp ngân hàng. Đại diện cơ quan chức năng cho biết nghi phạm bị bắt tên là Nguyễn Tấn Phát, 26 tuổi, ngụ tại thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước. Số tiền phát hiện trong ba lô của Phát sau vụ cướp là khoảng 700 triệu đồng. Công an cũng thu giữ một khẩu súng đã bắn hết đạn của nghi phạm và 6 viên đạn còn đựng trong túi ni lông. Theo các nhân chứng, khi ngân hàng chuẩn bị đóng cửa thì Phát xông vào nổ súng chỉ thiên, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền. Sau khi lấy tiền, Phát trở ra thì cửa cuốn đã được bảo vệ hạ xuống. Phát yêu cầu mở cửa nhưng bảo vệ không đồng ý, nên đối tượng này đã nổ súng vào lưng bảo vệ. Hai khách hàng đang giao dịch tại đây đã hỗ trợ khống chế kẻ cướp. Trong quá trình khống chế Phát thì bảo vệ bị thương, còn Phát cũng bị thương ở đầu. Bước đầu, Phát khai nhận đi cướp vì bị công ty tài chính đòi nợ. Để chuẩn bị cho vụ cướp thì Phát đã mua một khẩu súng thể thao và 20 viên đạn với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Phát đi khảo sát nhiều phòng giao dịch của các ngân hàng. Và cuối cùng, Phát chọn phòng giao dịch tại Bào Bàng vì thấy vắng người. Chuyển sang thông tin khác, mạng xã hội mới đây đã lan truyền thông tin một nữ sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An tự vẫn tại nhà riêng, nghi do bị bạo lực học đường. Hiện thông tin này đang được xác minh làm rõ. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin nữ sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An tự vẫn do bị đánh ngược đãi và bị áp đảo tâm lý. Kèm theo đó là clip học sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận. Người đăng tải bài viết cho biết nữ sinh học lực tốt nhưng bỗng dưng bỏ học, nói với người thân là sợ đi học, sợ đến trường. Khi gia đình tìm hiểu mới biết em là nạn nhân của bạo lực học đường. Ông Nguyễn Hồng Xoa, trưởng phòng công tác chính trị, học sinh sinh viên trường Đại học Vinh cho biết, tối ngày 15 tháng 4 vừa qua, nhà trường nhận được thông tin em NTIN, học sinh lớp 10 hệ chất lượng cao của trường, tự dẫn tại nhà riêng. Hiện nhà trường đang khẩn trương làm việc với giáo viên chủ nhiệm và học sinh trong lớp để xác minh các nội dung liên quan. Thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang điều trị cho nữ sinh 15 tuổi, bị tổn thương tủy sống cổ sau khi hít bóng cười liên tiếp trong vòng 10 ngày. Nữ sinh này nhập viện trong tình trạng tê bì hai tay hai chân, đi lại khó khăn kèm theo sụt cân nhiều. Theo lời kể của gia đình, nữ sinh này đã sử dụng bóng cười liên tục trong vòng 10 ngày, mỗi ngày khoảng 10 quả. Căn cứ vào thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, kết hợp khai thác thông tin người bệnh, bác sĩ đã chẩn đoán bệnh rễ thần kinh tủy sống cổ, theo dõi do ngộ độc khí cười N2O. Bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị tại khoa thần kinh phục hồi chức năng. Theo bác sĩ Lê Thị Mai, khoa thần kinh vật lý trị liệu phục hồi chức năng Bệnh viện Bãi Cháy, nếu sử dụng khí N2O với lượng lớn trong thời gian dài ngày thì có thể gây nhiễm độc hệ thần kinh, tổn thương thần kinh từ não xuống tủy sống, nhất là tủy sống cổ và ngực. Người bệnh có thể bị rối loạn cảm giác, tê bì, yếu chi, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu. Nghiêm trọng hơn có thể gây ra ức chế, hôn mê, tụt huyết áp, tê liệt cơ thể, tử vong. Với những người bị bệnh về tim mạch, hen suyễn và các bệnh liên quan tới đường hô hấp, nếu sử dụng và tiếp xúc với khí N2O, có thể bị nguy hiểm tới tính mạng do ngạt khí suy hô hấp. Xin được chuyển sang thông tin khác. Chiều qua, phiên tòa xét xử nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo. Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi sai phạm của mình. Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, nguyên giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, đã đồng ý cho công ty Hoàng Nga và công ty Kim Quà Phát gửi vật tư vào bệnh viện theo hình thức dùng trước trả tiền sau. Để hợp thức việc trả tiền, bị cáo Tuấn và cấp dưới đã hợp thức hóa bằng cách lập hồ sơ thầu, chỉ định thầu trong các năm 2016-2017, gây thiệt hại hơn 53 tỷ đồng. Trình bày tại phiên tòa, bị cáo Tuấn thừa nhận việc chỉ định thầu là sai, nhưng cho biết là bị cáo không còn cách nào khác. Chủ trương ký gửi vật tư đã có trước khi bị cáo về làm giám đốc. Bị cáo thừa nhận không có báo giá về các mặt hàng thiết bị và việc mua sắm vật tư chỉ dựa trên việc đối chiếu với năm trước và các bệnh viện khác, thấp hơn thì mua.
bị cáo Tuấn cho rằng nếu lúc đó có so sánh với bảng giá thị trường sẽ không phát sinh sai phạm và thừa nhận mình chịu trách nhiệm chính trong vụ án này. Các bị cáo nguyên là cán bộ cấp dưới của bị cáo Tuấn cũng đều thừa nhận sai phạm của mình trong quá trình chỉ định đấu thầu, từ thẩm định giá, lập hồ sơ và khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng. Về tình hình an ninh trật tự, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án và lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, nên nhóm đối tượng do Lê Hoàng Linh, trú tại xã Nhân Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cầm đầu, đã hẹn đánh nhau với nhóm của Mai Võ Thái Phong, trú cùng địa phương. Tại điểm hẹn ở ngã tư Hồ Giới, thuộc xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, hơn 30 đối tượng từ hai nhóm trên đã sử dụng hung khí rượt đuổi đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, một đối tượng trong nhóm của Linh bị chém trọng thương, tỷ lệ thương tật 71%. Hiện công an huyện Tuy Phước đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định. Tại thành phố Hồ Chí Minh, công an huyện Hóc Môn cũng đang điều tra truy xét vụ việc nhóm đối tượng cầm hung khí đánh đuổi người trên đường. Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trên đường song hành quốc lộ 22 thuộc thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, nhóm khoảng 20 đối tượng cầm hung khí đuổi đánh một nhóm khác gây náo loạn đường phố. Anh L, 31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, người bị đuổi đánh trong clip cho biết, vào thời điểm trên anh cùng nhóm bạn khoảng 7 người đi trên đường Lê Thị Lơ, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn thì bất ngờ bị một nhóm 8 người ngồi trên 4 xe máy ập đến tấn công. Khi nhóm của anh chạy đến Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp để trốn, thì các đối tượng bỏ đi. Khoảng 15 phút sau, nhóm anh L đi về đến giao lộ đường Lý Thường Kiệt với đường song hành quốc lộ 22. Nhóm người trên cùng với 12 người khác lại xuất hiện, trên tay cầm hung khí lao đến đánh. Nạn nhân cùng bạn đã phải bỏ xe máy, chạy vào một quán karaoke để trốn. Dù vậy, anh vẫn bị các đối tượng tấn công gây thương tích. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ, đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan. Đến với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Hà Nội những ngày này, khách tham quan sẽ được ngắm nhìn, đặt chân lên ngôi nhà dài với những đặc điểm kiến trúc đặc trưng của đồng bào dân tộc Ede. Ngôi nhà dài giữa lòng thủ đô này do chính những nghệ nhân người Ê Đê xây dựng cách đây hơn 20 năm và nay trải qua lần tu sửa thứ 3, công trình độc đáo này vẫn đảm bảo tính nguyên gốc. Ngôi nhà dài của đồng bào dân tộc Ê Đê tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam được khánh thành vào năm 2000. Từ khi được xây dựng đến nay, công trình này luôn là hình ảnh hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Trước đây, nhà dài đã trải qua hai lần tu sửa vào năm 2009 và 2019. Đến nay, nhà dài này tiếp tục được tu sửa và vẫn như cách đã thực hiện trong suốt hơn 20 năm. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mời những người thợ từ Buôn Kỳ, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trực tiếp thực hiện. Đây không phải là... Phần điểm báo sáng nay sẽ mở đầu với nội dung đáng chú ý được đăng trên tờ Tuổi Trẻ, đó là thu nhập của giảng viên trường tự chủ tăng mạnh. Và ngay lúc này thì biên tập viên Tuấn Phước đã trở lại trường quay để cập nhật thêm thông tin. Xin mời anh ạ. Xin cảm ơn anh chị. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đề án tiền lương mới của nhiều trường đại học sau khi được áp dụng cơ chế tự chủ đã giúp thu nhập của cán bộ, nhân viên, giảng viên được cải thiện. Bình luận trên tờ Tuổi Trẻ cho rằng là chính điều này đã phần nào giúp cho cán bộ, giảng viên cảm thấy dễ thở hơn với chuyện cơm áo và quan tâm giảng dạy. Và cùng với sự kỳ vọng về chất lượng đào tạo cũng sẽ tự thay đổi. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2018 đến năm 2021, tổng thu của các trường đại học tự chủ đa số tăng lên. Tổng thu ngoài ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm. Thu nhập bình quân của giảng viên và cán bộ quản lý tăng mạnh về mức độ tự chủ tài chính. Đến cuối tháng 8 năm 2022, có 32,76% trường đại học đã tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư. 13,79% số lượng trường đã tự chủ đảm bảo chi thường xuyên. Đối với 23 trường tự chủ theo nghị quyết số 77 trong giai đoạn 2018-2021, thu nhập giảng viên tăng trung bình 26,1%, thu nhập cán bộ quản lý tăng trung bình 24,5%. Còn ở một bạn đọc thì góc nhìn của tờ Tuổi Trẻ cho rằng là du lịch trải nghiệm khu vực Hồ Trị An, Đồng Nai ngày càng tăng thời gian gần đây. Tuy nhiên kéo theo đó là hàng loạt dịch vụ cắm trại, lưu trú hình thành tự phát. Các khu du lịch này hầu hết đều không có cơ chế quản lý, vi phạm quy định về xây dựng, hành lang an toàn thủy điện.
và cách làm du lịch như vậy là xâm hại đến lòng hồ, nên địa phương cho biết là sẽ kiên quyết tháo dỡ các hộ vi phạm, tiến tới xây dựng dự án du lịch tại hồ Trị An một cách bài bản và tuân theo các quy định về môi trường. Đề cập đến việc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quy định về các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp, tờ Tuổi Trẻ sáng nay có bài viết trăn trở về vấn đề 4.0 AL chỉ tương đương điểm 5 theo thang điểm 10 của Việt Nam. Vì vậy, nếu có chứng chỉ AL 4.0 mà được miễn thi tính điểm 10 trong xét tốt nghiệp thì không công bằng với thí sinh dự thi. Còn trên lĩnh vực kinh tế, bình luận trên tờ Tuổi Trẻ cho rằng dịch vụ karaoke đang chết lâm sàng do vướng phải rào cản về phòng cháy chữa cháy. Cụ thể là sau các đợt kiểm tra chứng chỉnh về phòng cháy chữa cháy, tại các địa phương thời gian qua, không ít quán karaoke phải đóng cửa, sa thải nhân viên. Nhiều quán đã được chi tiền tỷ để sửa chữa, khắc phục yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, nhưng cũng chưa rõ khi nào được cho phép hoạt động trở lại do chưa nhận được giấy phép của cơ quan chức năng. Ngoài ra, cũng trong số này, theo phản ánh của tờ Tuổi Trẻ thì hiện nay nhiều bài thuốc đông y đang được lan truyền khắp nơi với cam kết có thể chữa bách bệnh. Điều này đã khiến cho một số loại dược liệu bỗng dưng được hét giá khá cao nhưng lại mập mờ về nguồn gốc và công dụng. Các chuyên gia nhận định là chưa đủ bằng chứng khoa học để chứng minh một số loại dược liệu, trong đó có lá và hoa đu đủ đực, có thể sử dụng để điều trị ung thư. Các bác sĩ cũng khuyến cáo đối với các bệnh nhân ung thư cần phải hết sức cẩn trọng khi sử dụng các nhóm thuốc hay là thực phẩm dinh dưỡng. Khơi luồng để đa dạng nguồn cung nhà ở giá rẻ, đây là tựa đề bài viết được đăng tải trên tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay. Theo đó thì mục tiêu lớn của đề án nhà ở xã hội sẽ không dừng lại ở con số 1 triệu căn, bởi nhu cầu thực tế cần hơn con số đó rất nhiều. Và để đề án sớm thành hiện thực, theo quan điểm của các chuyên gia thì nhà nước cần phải quyết liệt vào cuộc dẫn lối, khơi luồng cho các thành phần kinh tế cùng tham gia. Theo Bộ Xây dựng thì nhu cầu đến năm 2030 là 2,4 triệu căn nhà ở xã hội. Liên quan đến vụ xét xử cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, tờ Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, ngày hôm qua Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử ông Nguyễn Quang Tuấn, 56 tuổi, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Cáo trạng xác định các bị cáo trong vụ án đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 53 tỷ đồng. Phiên tòa dự kiến kéo dài 5 ngày. Ngoài ra, trên lĩnh vực thời sự, tờ báo này ngày hôm nay có thông tin, hôm nay Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét các dự án đầu tư công, trong đó có dự án nâng cấp đường cao lỗ quận 8, điều chỉnh tên chủ đầu tư, giải phóng mặt bằng và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thêm 5 năm, từ năm 2016 đến năm 2025. Ngoài ra thì kỳ họp còn có cho ý kiến đối với mức thu phí đăng ký giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.